Chào mừng các em đến với buổi học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7. Tiếp nối chương trình, các em cùng cô ôn lại về quan hệ từ, một từ loại có vai trò không nhỏ trong diễn đạt và trong việc tạo nên tính liên kết của văn bản. Cũng như các lần trước, các em tập trung nghe giảng đã, sau đó mới ghi chép bài theo các slide có biểu tượng bút chì ở góc trái phía trên của màn hình nhé. Thế nào là quan hệ từ? Đọc lại các ngữ liệu ở phần 1 lá mã sách giáo khoa trang 96-97 và dựa vào kiến thức đã học ở bậc tiểu học, hãy xác định quan hệ từ trong các câu dưới đây. A. Đồ chơi của chúng tôi chẳng có nhiều, Khánh Hoài. B. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mỹ Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu, theo Sơn Tinh Thủy Tinh. C. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Tô Hoài. D. Nam học rất giỏi nhưng Nam không kiêu ngạo. Các quan hệ từ nói trên liên kết những từ ngữ hay những câu nào với nhau? Nêu ý nghĩa của mỗi quan hệ từ. Ở ví dụ A, quan hệ từ của biểu thị quan hệ sở hữu. Đồ chơi của chúng tôi là một cụm danh từ. Quan hệ từ của dùng để nối danh từ đồ chơi với phụ ngữ sau trong một cụm danh từ. Ở ví dụ B, quan hệ từ như biểu thị quan hệ so sánh. Đẹp như hoa là một cụm tính từ. Quan hệ từ như dùng để nối tính từ và phụ ngữ sau trong một cụm tính từ. Ở ví dụ C, cặp quan hệ từ bởi nên biểu thị quan hệ nhân quả. Đây là một câu ghép. Cặp quan hệ từ bởi nên dùng để nối các vế trong câu ghép. Ở ví dụ D, Nam học rất giỏi chấm nhưng Nam không kiêu ngạo, thì quan hệ từ nhưng ở đây biểu thị quan hệ tương phản và trong trường hợp này dùng để nối câu với câu. Các em thấy đấy, quan hệ từ là những từ biểu thị một số ý nghĩa quan hệ nhất định như là quan hệ so sánh, quan hệ sở hữu, quan hệ nhân quả, quan hệ tương phản v.v. và dùng để nối các bộ phận trong cụm từ, các bộ phận trong một câu hay câu với câu. Các em đọc lại ghi nhớ sách giáo khoa trang 97. Đây là một ví dụ bổ sung cho vai trò kết nối của quan hệ từ. Các em cùng cô đọc lại ngữ liệu. Mọi ngày khi con đã ngủ, mẹ dọn dẹp nhà cửa, mẹ lượm những chiếc xe thiết giáp dưới gầm ghế, cạnh chân bàn, những chú robot bằng nhựa đứng ngồi khắp nơi. Nhưng hôm nay tất cả những việc đó con đã giúp mẹ làm từ chiều. Mẹ nói, ngày mai đi học, con là cậu học sinh lớp 1 rồi. Nghe vậy, con ăn ngái tranh với mẹ dọn dẹp đồ chơi. Quan hệ từ nhưng biểu thị quan hệ tương phản và trong trường hợp này dùng để liên kết ý đoạn trên với ý đoạn dưới. Để phát huy vai trò của quan hệ từ trong diễn đạt, chúng ta hãy đến với phần hướng dẫn sử dụng quan hệ từ. 1. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào bắt buộc sử dụng quan hệ từ, trường hợp nào không bắt buộc? A. Khuôn mặt của cô gái. B. Lòng tin của nhân dân. C. Cái tủ bằng gỗ. D. Nói đến trường bằng xe đạp. E. Giỏi về toán. R. Viết một bài văn về phong cảnh Hồ Tây. H. Làm việc ở nhà. I. Quyển sách đặt ở trên bàn. Khuôn mặt của cô gái, hoàn toàn có thể nói khuôn mặt cô gái. Tương tự như vậy, cái tủ bằng gỗ, ta có thể nói cái tủ gỗ. Giỏi về toán, giỏi toán. Quyển sách đặt ở trên bàn, quyển sách đặt trên bàn. Khi vắng mặt quan hệ từ, chẳng những không sai lệch về nghĩa mà còn tạo ra những cách diễn đạt không nặng nề như khi có sử dụng quan hệ từ. Trong những trường hợp này, ta không nên sử dụng quan hệ từ. Lòng tin của nhân dân khác nghĩa với lòng tin nhân dân. Lòng tin của nhân dân ứng với câu hỏi ai tin, còn lòng tin nhân dân lại ứng với câu hỏi tin ai. Một bên nhân dân là chủ thể của lòng tin, một bên nhân dân là đối tượng của lòng tin. Còn làm việc ở nhà cũng khác nghĩa với làm việc nhà. Làm việc nhà là làm những loại công việc nội trợ như chợ búa, cơm nước, lau chùi, giặt giũ. Còn làm việc ở nhà là những loại công việc văn phòng, sổ sách, làm việc trực tuyến, chẳng hạn như thầy cô trong mùa dịch này đã dạy trực tuyến cho các con đó. Nói đến trường, xe đạp, câu này
mắc lỗi diễn đạt vì thiếu quan hệ từ kết nối. Cho nên ta bắt buộc phải sử dụng quan hệ từ. Nó đến trường bằng xe đạp. Viết một bài văn phong cảnh Hồ Tây cũng tương tự như vậy. Mắc lỗi diễn đạt, thiếu quan hệ từ kết nối. Ta cũng phải sử dụng quan hệ từ để tạo ra một cái đề văn thật là rõ ràng. Viết một bài văn về phong cảnh Hồ Tây. Tóm lại, trong những trường hợp này, ta bắt buộc phải sử dụng quan hệ từ. Tìm các quan hệ từ có thể dùng thành cặp với các quan hệ từ sau đây. Vì chấm chấm, sở dĩ chấm chấm, nếu chấm chấm, hễ chấm chấm, tuy chấm chấm, không những chấm chấm, chỉ ra ý nghĩa kết nối được biểu thị ở mỗi cặp quan hệ từ, đặt câu với các cặp quan hệ từ vừa tìm được. Vì ghép với nên tạo thành cặp quan hệ từ, vì nên biểu thị quan hệ nhân quả. Ví dụ, vì em không ôn bài nên em bị điểm kém. Sở dĩ là vì cũng biểu thị ý nghĩa kết nối tương tự như vì nên, chỉ có điều với kết quả đặt trước với nguyên nhân, biểu thị sự giải thích. Ví dụ, sở dĩ em bị điểm kém là vì em không ôn bài. Hai cặp quan hệ từ này gắn liền với những sự việc đã xảy ra, còn cặp nếu thì lại nói về việc chưa xảy ra, biểu thị quan hệ giả thiết kết quả. Ví dụ, nếu em làm tốt các bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới thì em sẽ được mẹ thưởng. Cặp quan hệ từ hễ thì có đôi chút khác với cặp quan hệ từ nếu thì. Hễ thì biểu thị quan hệ ràng buộc có tính quy luật giữa hai vế, ta gọi đó là quan hệ điều kiện kết quả. Khi xảy ra điều kiện này áp dẫn đến kết quả kia. Ví dụ, hễ gieo gió thì gặt bão, hoặc hễ trời mưa to thì đoạn đường này lại ngập. Cặp quan hệ từ tuy nhưng biểu thị quan hệ tương phản. Ví dụ, tuy nhà xa trường nhưng Lan luôn đến lớp sớm. Nhà xa lẽ thường thì đến lớp trễ do quãng đường xa, mất nhiều thời gian di chuyển. Đằng này nhà xa nhưng vẫn đến sớm. Vế mở đầu bằng tuy phản ánh một nguyên nhân bất lợi. Vế đánh dấu bằng từ nhưng lại đưa đến một kết quả tốt đẹp. Vì vậy, thực chất quan hệ tương phản chính là ngược với quan hệ nhân quả thường thấy. Do đó, các em cần tránh kỹ điểm đạt như tuy nhà đang nghèo nhưng Lan học hành chăm chỉ. Một cặp quan hệ từ thường gặp nữa là không những mà còn, biểu thị quan hệ bổ sung, tăng tiến. Ví dụ, Lan không những hát hay mà bạn ấy còn học giỏi. Các em chú ý sắp xếp tinh tế trật tự hai vế. Lan không những học giỏi mà bạn ấy còn hát hay, chỉ thể hiện được quan hệ bổ sung. Lan không những hát hay mà bạn ấy còn học giỏi, vừa thể hiện được quan hệ bổ sung, vừa cho thấy sự tăng tiến. Bởi dẫu sao hát hay ít nhiều thuộc về năng khiếu thiên phú, còn học giỏi là cả quá trình dùi mài kết hợp phương pháp học tập hiệu quả. Các em ghi bài theo slide này nhé. Phần luyện tập các em thực hiện giải các bài tập trong sách giáo khoa, bài thứ nhất trang 98. Gợi ý: xác định quan hệ từ dựa vào chức năng kết nối và ý nghĩa quan hệ mà nó biểu thị. Bài tập 298. Gợi ý: chọn điền quan hệ từ dựa vào sự biểu thị ý nghĩa kết nối phù hợp với từng ngữ cảnh. Ngữ cảnh ở đây là nội dung mỗi câu. Bài tập 398. Gợi ý: xác định đúng sai dựa vào đặc điểm bắt buộc hay không bắt buộc sử dụng quan hệ từ trong từng ngữ cảnh. Bài tập 598. Phân biệt ý nghĩa của quan hệ từ nhưng trong hai câu sau. Nó gầy nhưng khỏe, nó khỏe nhưng gầy. Gợi ý: từ nhưng thể hiện thái độ nhìn nhận sự việc ra sao ở mỗi câu. Theo đó, nêu kết luận về sắc thái biểu cảm của từ nhưng ở hai câu trên. Bài tập 4 trang 99. Yêu cầu: đoạn văn từ 7 đến 9 câu với các đặc điểm về hình thức theo quy định. Lựa chọn chủ đề, vận dụng phương thức biểu đạt phù hợp. Bố cục rõ ràng, hoàn chỉnh, mạch văn thống nhất, nêu bật chủ đề. Có sử dụng một cặp quan hệ từ, gạch dưới và nêu rõ ý nghĩa kết nối mà cặp quan hệ từ ấy biểu thị. Cô chào các em, chúc các em vui khỏe, học tốt.